them from their pain. A feast awaits. I stand ready. Chơi cái gì giờ ta? Nhiều nước mắt trên mic không? Ui, ông này được con gì đây? Ôi, ông này chơi Fortune này. Được con tháp kép Fortune này. Ngon thế. Là chơi nuôi con Aphelios. Rú à? Để coi mình được con, mình xem coi cái con tin ăn mình lượm được là con nào. Ông này thì tam ken tin ăn ấy, không phải Fortune. Ông này tam ken Fortune này, tin ăn Fortune này. Ông này thì Duelist. Có khi nào có Yasuo tin ăn mà hệ này không? Chắc không có đâu ha. Chỉ có tin ăn Duelist thôi nhở. Làm gì có tin ăn mà cái hệ song đấu được. Các bạn có bao giờ chơi được con Yasuo tin ăn hệ song đấu không? Chắc không có đâu nhở. Có thì nó hơi vô lý. Cùng giáo yếu lắm bạn ơi. À quên, hệ song hành chứ, song hành. Yasuo song hành chứ phải song đấu. Yasuo song hành ấy.
cooldown đao trước đi ha. Đang thử nuôi Aphelios đấy. Tôi đang thử đây. Tôi chưa nuôi Aphelios lần nào cả. Chưa từng nuôi lần nào. Đi qua lót mới ghê. Thử nuôi Aphelios đi. Nếu trên đường Rune Aphelios ấy mà nó ra con gì đó Fortune thì chơi luôn. Con gì đó hệ Fortune thì chơi. Ủa thế? Mình nói nha, thế thí dụ mà con Aphelios mà các bạn cầm dao điện ấy thì cái súng nó bắn có dao điện. Ui hàng các bạn ơi. Thí dụ mà con Aphelios của các bạn ấy mà các bạn cầm dao điện ấy thì cái súng nó bắn dao điện không? Bên hỏi thôi, chỉ là hỏi thôi. Có giao điện luôn hả? Có giao điện thì mình thử giao điện phát đi. Chỉ tướng mới có thôi à? Nuôi là nuôi thêm con Warwick đúng không? Thêm con Warwick nè. Warwick cái con gì nữa? Set à? Warwick set. Xài Vi trước đi ha. Xài Vi trước. Warwick V. Run, sheep, run. Thôi mình nghĩ là không có đó. Chắc là không có đâu. Tại vì nếu mà cái súng mà nó bắn nổ giao điện thì nó thuộc dạng thiệt lỗi quá. Thuộc dạng lỗi luôn ấy, lỗi game ấy. Nó cũng hơi quá đáng thật. Vừa nãy bỏ con Vi tin ăn không, bạn không bỏ con Vi tin ăn lấy đâu ra cái con này tin ăn. Thử. Phải bỏ đi. Bỏ thì đào đâu ra. Let's go.
con này cần giáp thiên thần. Ui, Warwick ngon. Thơm. Để xem coi, hình như con này không cần xin lát. Chắc là bắt con Janna có đi cái gì để tí nữa. Kẹp bí ẩn, búp cho nó luôn. Janna có bí ẩn. Theo mình thì cầm Sojin với giáp tinh thần là đẹp. Mà tôi đang nghĩ trong đầu đéo biết không nên cầm Sojin hay không. Thì con này cầm Sojin hơi thừa luôn ấy. Khi mà nó đẻ quả súng, nó đẻ khẩu súng ra thì khẩu súng bắn đã, cái khẩu súng á, nó đã giúp bạn lên mana rồi. Quên, chơi con này hình như bây giờ roll level 7 được đúng không? Level 7 vẫn 30%, roll level 7 đi, nung nung này. Quên mất, chơi con này giờ roll level 7 được. Đấu sĩ Hunter Kindred. Hunter kẹp Kindred. Kẹp Kindred mà. Kindred ass. Quan trọng bạn có lượng được BF không ở đòi Sojin. Ê, BF. Đây, Sojin đây. Nhí các bạn muốn. Bỏ ra bạn nè. Bỏ ra. Level 6 roll được rồi ha. Hay là level 7 roll. Kẹp hệ này thì kẹp nên. Nhấn cái này thì nên kẹp thêm con gì nữa ta. Kẹp thêm con gì thì hay nhỉ. No prison can hold me. Who needs a beat down? Time to take what's ours. Khá là nhiều đấu sĩ à. 6 con đấu sĩ không?
needs a beat down. Lamb calls. Wolf strikes. Bàn tay cũng lý thử nhé. No prison can hold me. Đồ chứ Silas sắp 3 rồi này. Còn chưa lên được con Aphelios 2 nữa. Silas sắp 3. Silas level 3 đến đít rồi. Aphelios đéo thấy đâu. What the fuck? Có nào ké à? Làm gì có thằng nào đánh Moonlight được ké? Không ai đánh đâu. Đây, giờ mới lên. Đấy con Vi này ngon này các bạn. Con Vi này giảm giáp này. Con Vi giảm giáp ngon. À, xin lắp 3 này. Con Vi giảm giáp ngon đấy. Mình nghĩ là mình sẽ cho con này cái Zeke để cho giai đoạn đầu lên mana cho lẹ. Giờ đi kiếm cái giáp cho con Silas. Giờ đi kiếm cái giáp cho con Silas là ngon. Súng thì phải gọi là vãi cả đái. Thì mình cứ slow roll mà. Nhưng mà roll như thế này là đen rồi. Là ở cái chỗ là mình không kiếm được cái con Silas 2 sớm sớm ấy. Còn con Silas này là đỏ này. Ủa mình vừa mới thua à? Mình vừa mới bị thua hay sao? Không có cái giáp nhỉ? Không có cái giáp ta. Cái giáp cho con Silas là ngon. Silas cầm cái kiểu giáp với cái phép ghép với nhau. Bây giờ mình đang băn khoăn là mình không biết mình nên kẹp cái hệ gì nữa này.
chết tiếp theo thì nên kẹp cái hệ gì anh em? Nên kẹp hệ gì giờ? Anh cho 6 đấu sĩ vào. 6 đấu sĩ kiếm con sét vào. 6 đấu sĩ. Móc chết thì tí các bạn bo góc. Bạn còn chưa bo góc, cứ sợ ép móc chết. Chắc chắn là kẹp Lee Sin rồi. Sandra này lên chết. Kẹp 6 đấu sĩ mà. 6 đấu sĩ trước đi. Cho nó châu bò. 6 đấu sĩ làm cục sắt cho chúng ta. Cho rắc vào trước ạ. Đây có rắc vào rồi. Rồi mấy cô luôn. Mà quýt siêu thâm hút à. Siêu thâm hút hay là sao? Xúc. Thôi hay cho con này vào đi. Cho con này vào hay hơn. Đấy, các bạn sợ móc thì bo góc nè. Sáu đấu sĩ ôm đam cho nó khốn nạn các bạn ạ. Thank you.
be down. Tỷ cái súng. Tám tỷ khẩu súng vào mồm. Ý Lee Sin kìa. Lee Sin cầm cái đồ đấy là Lee Sin tan luôn đúng không? Châu vãi. Mà chắc không được lấy đâu. Con Lee Sin cầm đồ đấy ai cũng thèm, ai cũng muốn lấy. Dễ gì mà được lấy. Con nên cầm dây chuyền trục tội không ta? Con nên lấy cái dây chuyền trục tội. Chắc mình nghĩ là nên đấy. Để hồi máu cho Aphelios. Cái này là Dust đúng không? Dust mình đâu có cần. Giờ kiếm ông cố nội Seth nữa nhỉ? Seth vào thay con file. À quên, Seth vào thay con con gái. Team bên đó được như team mình được. Không chết thì team nó lao động như team mình thôi. Mà ass là đéo gì, bỏ con Seth thay con này rồi. Để Vi lại, con Vi đấm trừ giáp ngon hơn. Con Vi đấm trừ giáp mà các bạn. Trừ giáp cho Afe nó bắn. Sao tan không nổi rồi. Ít có con nào tan nổi con này á. Có tập kẹt. Tập kẹt mà nó cầm giáp gai vút rồng với lại cái đồ này này. Bắn nó không mất máu luôn đấy. Có bé tam kẹt đấy. Bây giờ cần xét các bạn ạ. Lên chết mà vứt hai em xét vẫn được. Suy nghĩ cho nó trâu trâu tí. Lee Sin đây nè. Lee Sin rồi. Kiếm thêm ông nội Seth gặp bụng nữa. Kiếm
Ash làm gì nữa, bạn kiếm xét thay con này là được rồi. Có mau cai phế bỏ mẹ ra rồi. Khẩu súng hình như cũng có tích cộng dồn tốc đánh bạn. Có tích hết. Tính ra nuôi con này hơi dễ thì các bạn nhỉ. Nuôi được con này mà chỉ cần được quả này thôi là hơi dễ đấy. Hunter cũng được. Không Moonlight thì Hunter cũng được. Cái game hơi dễ nhỉ. Gáy nè. Gáy nè. Bốn con sếp, bốn con spirit. Nó đấm cho thì méo mồm. Gáy này thì dễ này. Này thì gáy này. Gáy ha mày. Chưa. Chưa cái tội gáy bẩn. Chưa cái tội gáy bẩn. Nghe đồn kêu game hơi dễ ha mày. Ừ thì dễ. Ừ, con này chấp nó kéo, khốn nạn lắm. Rõ ràng là mình lốc lên xin lên rồi mà nó vẫn sút được à? Sút hơi láo nha. Cú sút là hơi láo đó. À, đang cần cái gì nữa ta? Lấy vút 7 không? Cho con Lee Sin nó khỏi sút. Vút 7 được đấy. Vút 7 tí cho Seth hay là cho Warwick được đấy. Con lèn Lee Sin nó đừng có sút lung tung. Xét đâu? Cho xin con xét coi. Không muốn ai thay mình chăm sóc em như ngày tới. Ơi ơi. Thoáng nghĩ đã đau lòng. Nhưng chắc ai đây ngoài tôi. Để xem đã. Em bước đi nhẹ nhàng trong anh bão tố. Có nên bắt Zilean không? Tôi nghĩ là nên bắt Zilean đấy. Kiếm bí ẩn đi các bạn. Chúng ta nên kiếm bí ẩn. Thank you.
bà này á, không đi được. Ủa bo góc mà vẫn biến là đằng sau được thì vậy ta? Bo góc mà nó vẫn biến là sau được là sao? Ừ, Solari được này. Bo góc đẹp vậy mà vẫn còn biến là sau được. Hay đấy. Ủa sao nó chui vô trong được hay vậy? Solari chưa này. Vẫn chui vô trong được mấy hai. Không, Soli cho con này kéo con này về luôn, bò hết góc. Hey, lúc cần xét kiếm không ra nhỉ? Giờ mới ra này. Qua là nhẹ nhẹ để game nó khó khó một tí thôi. Chứ giống ba thằng này nhẹ lâu nữa.